Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series mini world của mình. Và series này có tên Vùng Đất Chết. Ta-da, yeah. Ok, yeah. Vùng đất corona, yeah, yeah. Anh ơi, corona, cái này là vùng, yeah, cái này là vùng vùng đất chết anh ơi, không phải vùng đất corona nha. Tào lao, lao. À quên nữa bạn ơi, thì hôm qua chị Thỏ Ngọc á bạn có nhờ mình gọi là cái gì vậy anh? Anh là gì? Sợ corona. Sợ corona bịt kính mít vậy luôn hả? Được con mắt anh sao sao trợn trắng. Sợ corona có trong mắt. Phải rồi các bạn, nhìn mặt dịch nè, nhìn ngáo là ngáo luôn. Thôi anh tránh ra cho em quay clip, tránh ra tránh ra. Ôi các bạn ơi, nhìn ghê á bạn ơi. Anh dịch gọi là cosplay, gọi là gì ta, gì mấy cái ông biến thái hay sao á, tự nhiên bịt mặt lại cái kiểu luôn, nhìn ghê quá. Ủa khoan, ủa gì đây, ủa cái gì mà có con trứng nổ ở đây vậy? À quên nữa, quên nữa, ai biết vậy anh không nhớ hả? Đây chính là con trứng nổ, nó sổng ra từ từ cái chuồng trứng nổ của anh á. Anh không nhớ hả? Ủa từ tim mi chết rồi. Đâu, đâu phải đâu. Cái con trứng nổ mà lần trước anh nuôi á, bây giờ nó đã đẻ ra được quá trời con luôn rồi. Trời ơi, nó đẻ trứng luôn cái gì? Đúng rồi, mấy bạn ơi, mấy bạn nào á còn nhớ gọi là trong một cái tập gọi là anh Mr. Dịch của chúng ta đã gọi là nuôi một cái con trứng nổ bạn ơi. Và cái tập đó tập bao nhiêu mình không nhớ nữa. Bạn nào nhớ thì đừng quên là bình luận cho mình biết nha. Thì anh Dịch có nuôi một cái con trứng nổ bạn. Thì con trứng nổ đó nó đã sinh sản ra được rất là nhiều những con trứng nổ khác luôn. Thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Dịch qua đây, qua đây, qua đây. Trời ơi trời. Đâu. Hôm đó nha, em nói thiệt với anh luôn, nó đẻ quá trời luôn, cho nên là em phải xây cho nó một cái chuồng riêng luôn á, chứ không thôi là không có chỗ nào để đựng của nó luôn. Đúng rồi. Nè, cho coi nè. Đây, một nồi luôn. Ôi, ông nào mà nhảy vào đó cái chắc là ban sáng quá. Đâu? Mấy con trứng nổ này hiền lắm anh coi nè, đó, bọn nó đâu có nổ đâu, thấy không? Đó, bạn thấy không? Mấy con trứng nổ này không hề nổ nha các bạn. Đó. Thì quên nữa, các bạn có nhớ rằng là trong tập trước á mình đã có một cái lời hứa gì với mấy bạn không? Mấy bạn có nhớ không? À, thì bây giờ bạn nào không nhớ thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn nha. Đó chính là mình đã hứa với bạn, nếu như mà mình đạt được gọi là 10.000 like thì mình sẽ xây cái tòa gọi là lâu đài của mình trở thành tòa lâu đài kim cương các bạn ơi. Cho nên là hôm nay mình sẽ thực hiện lời hứa của mình nha. Ok. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chế tạo và xây dựng cái tòa lâu đài này trở thành tòa lâu đài kim cương nha các bạn. Anh Dịch, anh sẽ phụ em xây cái tòa lâu đài thành kim cương nha. Chơi luôn. Ok, chơi luôn nè. Đó, thì để có thể gọi là chế tạo và có thể xây dựng lại cái tòa lâu đài thành kim cương các bạn, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều kim cương các bạn ơi. Mà kim cương ở đâu có bây giờ? Trời ơi, quá đơn giản luôn. Ở kế bên nhà mình nè bạn, nhìn nè, đây. Mình có nguyên một cái vườn táo kim cương luôn các bạn ơi. Và cái vườn táo kim cương này chúng ta có thể hái quả táo nè. Bây giờ mình sẽ thử hái quả táo nha. Quả táo này hái là phải dùng cúp mấy bạn ơi, tại táo kim cương mà nó cứng lắm. Đó, sau khi chúng ta đã hái được một quả táo kim cương đúng không, chúng ta chỉ cần đem nó lại gần ngay cái bàn chế tạo nè. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bàn chế tạo đây, lại gần bàn chế tạo, lít vào đó và chúng ta có thể chế một quả táo kim cương. Chúng ta sẽ chế ra được một viên kim cương các bạn ơi. Đó, và một viên kim cương này để làm gì? Chúng ta sẽ lắp cái ngôi nhà lại lại bằng kim cương nha. Nhưng mà không, 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 trời ơi, mấy bạn đừng có gọi là suy nghĩ rằng là mình sẽ gọi là chế tạo lắp kim cương để mình lắp lại nha. Không có đâu bạn ơi, bởi vì làm như vậy sẽ rất là tốn kém luôn. Mà nguyên cái tòa lâu đài các bạn đếm đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1.000, 1 tỷ, trời ơi quá trời block luôn, làm sao mà chúng ta có thể đặt hết được đúng không các bạn? Cho nên là hôm nay nè, mình đã cài vào trong đây một cái mod rất là hay bạn ơi. Và cái mod đó tên là gì các bạn biết không? Cái mod đó có tên là súng kim cương các bạn ơi. À, nghe ghê không, nghe ghê không? Dịch ơi, anh đâu vậy? Đâu thế này nè. Dịch, em nói anh nghe nè, anh đã bao giờ thấy cái mod nào mà gọi là tên là súng kim cương chưa? Súng kim cương à? Đúng rồi. Ồ, rốt cục nó là súng bằng kim cương hay là súng bắn là kim cương? Cái súng đó là khi mà anh gọi là anh bắn vào trong cục đá thì cục đá sẽ biến thành kim cương luôn. Ghê không? Ghê. Ghê không? Trời ơi. Đó các bạn ơi, thì hôm nay mình đã cài một cái mod đó vào để mình gọi là xây dựng cái tòa lâu đài thành kim cương cho các bạn đó. Đó, bạn thấy hay không? Thì bạn nào thấy hay đừng quên để lại cho mình một like nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái súng đó đây. Chúng ta sẽ lít vào cái bàn nè, chế tạo nè. Đây đây các bạn xem nè. Đây, súng bắn kim cương nè anh em thấy không? Đây, và cái súng bắn kim cương này chúng ta sẽ cần gọi là sắt nè, khối kim cương và cả than đen nữa bạn ơi. Đó là chúng ta sẽ chế được một cái súng bắn kim cương các bạn ạ. À, rất là xịn luôn nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chế tạo cây súng này để chúng ta biến nguyên cái tòa lâu đài của chúng ta thành kim cương luôn nha anh em. Nghe hợp lý không? Đó, để mình cho các bạn xem nha.
Thì đầu tiên nè, chúng ta sẽ cần đến gọi là sắt nè. Thì trong người mình hiện tại bây giờ đang có 24 cục sắt đó, để chúng ta chế tạo. Tiếp theo đó nữa là chúng ta sẽ cần đến gọi là khối kim cương các bạn ơi. À, khối kim cương hả? Khối kim cương thì quá dễ, chúng ta chỉ cần qua đây chúng ta lấy táo kim cương các bạn ạ. Đây, mình sẽ qua đây nè. Đây, rất là nhiều táo kim cương luôn, mày thấy không? À khoan nè, chị đây, anh phụ em đào mấy cái táo kim cương này được không? Ờ, mấy cái táo này ở đâu chưa, cút qua. Đây đây nè, anh cầm cấp anh đào thử đi. Đó, thì từ trước giờ toàn là mình thu hoạch không à, thì cầm cấp đi anh. Sao mà anh không cầm vậy? Lượm đi, ok rồi. Đó, bây giờ em sẽ cho dịch nhiệm vụ là dịch sẽ đi đào mấy cái táo kim cương này giúp cho em nha. Còn em thì em sẽ gọi là lấy mấy cái táo kim cương trong rương này để mình xem coi. À, trong rương hiện tại là mình đã có được 30 trái táo kim cương các bạn ơi. Rồi để mình xem coi 30 trái táo kim cương sẽ chế được bao nhiêu block kim cương nha. Để mình xem thử nha, bấm vào đây nè. Chúng ta sẽ chế ra 30 viên kim cương. Đó, chế ra. Mình sẽ chế ra thật là nhiều luôn. À, chúng ta đã có thể chế tạo được 3 block kim cương các bạn ơi. Đó, 3 block kim cương luôn rồi nè. Quá xịn. Ok, 3 block kim cương đủ không ta? À, đủ luôn rồi nè. Ơ, tính ra cũng đủ luôn rồi nè. Quá dễ. Ok, vậy đây, em nói anh nghe nè, vậy đây. Nghe nè, anh đang đào sắp bắt luôn nè. Thôi anh ơi, táo này mỗi lần anh đào xong rồi nó bắn ra ngoài không à. Thôi không sao, trời ơi, em lấy táo kim cương trong rương nè. Em lấy được được 30 cục á. Cho nên là em chế đủ hết rồi, không sao rồi, ok. Ủa, từ nãy anh đào được mấy trái rồi, anh đưa cho em đi, có gì em làm thức ăn. Anh đào được 5 trái cộng với cả 2 trái, anh nữa là 7 trái à. Ờ, à, đưa cho em đi. Đây. Ok, quá trời táo kim cương luôn. Rồi mấy bạn ơi, mấy bạn biết cái trái táo kim cương này nó giúp được cho mình gì không nha? Thật sự á là cái trái táo kim cương này các bạn, không những á là chúng ta có thể sử dụng nó để gọi là chế tạo kim cương mà chúng ta cũng có thể ăn được nữa nha anh em. Đó, mình ăn cho bạn xem nè. Đó. Và khi mà mấy bạn ăn này vô á thì máu của các bạn sẽ tăng lên 100% và thanh thức ăn cũng tăng lên 100% luôn nha. Rất là xịn luôn. Mày thấy ghê không? Táo kim cương mà nó phải xịn hơn táo vàng đúng không các bạn? Đó. Rồi, tiếp theo nữa để mình xem cái công thức chế súng nha. Thì công thức chế súng chúng ta sẽ cần thêm than đen nữa bạn ơi. Mà than đen giờ kiếm đâu ra ta? Ủa dịch, anh có than không? Than đen à? Dạ. Than đen thực ra là mình có thể đoán mấy con creeper này nè, mấy con trứng nổ này để kiếm nó đó. Ủa thiệt hả? Ok, giờ đây anh có nở để em giết nó không? Ờ, giết thoải mái đi, em trong kia còn nguyên 17 mà sợ gì. Ok rồi, vậy để em thu hoạch nha. Nói chung là con gì nuôi mà không ăn đúng không anh? Thôi mình rồi, sẽ giết con này luôn để thịt đâu than. Rồi ok. Ủa con này nó không có mấy bạn ơi. Vậy chúng ta đi phải vào trong chuồng rồi. Chúng ta phải vào trong chuồng ta kiếm rồi. Nè anh, em cho anh cái cây rìu nè. Anh lấy cây rìu anh vô anh giết bọn nó phụ em đi nè. Em cho anh nè. Đó là bên. Ok vô. Ok, trong đây có một đống trứng nổ luôn bạn ơi. Tha hồ mà thu hoạch nha. Ok, mình sẽ giết hết. Wow, nhiều quá bạn ơi. Đống trứng nổ này mà thu hoạch thì chắc cũng được khá nhiều gọi là thuốc nổ á nha. Đó, với lại than nữa đó. Mình sẽ giết hết. Con này sao sâu vậy? Ôi được rồi anh ơi, em được 5 cục rồi nè. Trời ơi, để dành bọn nó cho mai này bọn nó đẻ thêm anh. Đừng giết bọn nó anh, chị tới, đừng giết. Trời ơi, mấy con này mình nuôi để mai này mình cho nó đẻ mà. Ok. Rồi, dịch đã lượm được 2 cục, mình lượm được 5 cục là 7 cục. 7 cục không biết có đủ không ta? Để mình xem thử nha, hồi nãy cần bao nhiêu cục ta, mình quên mất tiêu rồi. Để xem coi. À, đây. Chế được rồi nè anh em ơi. Đó, chỉ cần gọi là 5 cục than đen thôi, quá hợp lý luôn. Mình sẽ chế ra nè. Rồi để mình xem coi. À, cây súng đâu? Wow, súng bắn kim cương đã chế tạo xong rồi nè anh em ơi. Wow, mấy bạn nhìn nè. Đó, nhìn cây súng bắn kim cương nhìn đẹp không? Cái khẩu lục cool đấy. Ờ thì cái cây này nhìn giống cây súng cool đó nhưng thật ra là nó bắn ra kim cương anh nè. Anh ơi, anh nhìn nha, nhìn nè. Em bắn thử coi. Nè, em bắn cho anh xem nha. Anh thấy cái gọi là cái tòa lâu đài của chúng ta đang bằng đá đúng không? Ừ. Rồi anh coi nè nha. Bùm. Ôi, xịn chưa? Ghê á. Nè coi nè, coi nè. Bùm. 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 Đó, biến thành kim cương luôn. Hấp dẫn nghe. Ủa bây giờ mình chỉ cần việc cầm súng hay xong mình đi quanh lâu đài mình bằng đúng rồi. Kim cương. Đúng rồi, bây giờ em với anh chỉ cần bắn bùm 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 một hồi thôi là nguyên tòa lâu đài biến thành kim cương luôn. Ghê không? Hấp dẫn ghê. Đó. Ôi, ok. Bắn đi. À khoan, từ từ, một mình em làm sao mà có thể biến nguyên cái lâu đài thành kim cương được. Em phải cần mà anh giúp chứ. À, không sao, giờ em chế cho anh thêm một khẩu nữa. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với anh Dịch gọi là chế thêm một khẩu súng nữa để mình với anh Dịch cùng nhau gọi là biến cái tòa lâu đài bằng đá này của chúng ta thành kim cương nha anh em. Đó, làm thôi. One hour later. Đây các bạn ơi, bạn nhìn nè, anh Dịch cũng đang có một khẩu súng bắn kim cương nữa, bạn nhìn thấy ghê không? Đó. Ủa khoan, vậy đây, em đang nghĩ trong đầu nha.
Ví dụ khẩu súng bắn kim cương này, nếu như mà bắn bắn vô trong người của anh Dịch, ta không biết anh Dịch có biết hành kim cương không ha? Là em bắn vào anh thì nó cũng có tác dụng á, nhưng mà em sẽ không thể nhìn thấy đâu, bởi vì cái chỗ khác biến thành kim cương rồi. Cái gì biến thành kim cương? Biết mà. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ cùng với anh Dịch gọi là bắn cái ngôi lâu đài chúng ta thành kim cương nha anh em. Đó, anh Dịch đang bắn phụ mình là đó, thấy không? Đó. Dịch thấy hay không? Đã luôn được không? Nhưng mà em nói cho anh nghe nha, là chỉ có lâu đài chúng ta mới biến thành kim cương được thôi, chứ còn gọi là mấy cục gỗ hay mấy cục đất không thể nào biến thành kim cương được đâu. Không tin là anh nhìn nè, bây giờ em thử em bắn xuống dưới đất thử nha. Nè thấy không? Nè. Ồ, thấy không? Em bắn xuống dưới đất. Em lỡ bắn chết Dịch luôn. em xin lỗi. Dịch ơi, anh đâu rồi? Ôi mấy bạn ơi, mình lỡ tay mình bắn chết Dịch luôn rồi. Trời, cây súng kim cương này mạnh ghê luôn các bạn. Ok. Đó. Thì cái cây súng kim cương này các bạn, nó chỉ có thể bắn cái tòa lâu đài trở thành kim cương thôi nha, chứ không thể nào mà bắn gỗ nè, thấy không? Gỗ không thể nào thành kim cương được, mà đất cũng không thể nào thành kim cương được luôn á. Chỉ có thể là gọi là biến lâu đài bằng đá của chúng ta thành kim cương được thôi. Ok rồi, bây giờ anh với em sẽ cùng nhau gọi là biến cho cái tòa lâu đài thành kim cương nha Dịch. Đó bạn xem nè, đó mình bắn nè. Đó bạn ơi, trời ơi, có cây súng này là tiện ơi là tiện luôn các bạn. Chúng ta chỉ cần bắn vào trong cái cục đá là cục đá sẽ biến thành kim cương luôn. Wow. Ui quá trời luôn. Dịch ơi, xong chưa anh? Chưa em ơi. Chưa hả? Trời ơi, mấy bạn ơi thấy không? Mấy bạn thấy không? Nguyên một cái tà lâu đài, bây giờ chúng ta đã có cây súng kim cương mà chúng ta còn bắn lâu hay là lâu luôn. Mấy bạn thử tưởng tượng bây giờ mà mình sử dụng từng cục kim cương, mình đặt từng cục ra thì không biết đến bao giờ mới xong luôn các bạn. Giờ chúng ta có cây súng này là quá nhanh luôn, chúng ta sẽ biến nguyên cái tà lâu đài chúng ta thành kim cương luôn các bạn ơi. À, biến nè. Ờ đúng rồi, tà lâu đài bằng kim cương này á thì nó có màu xanh dương, có nghĩa là màu của mình. Thì mình sẽ sống trong tòa lâu đài này nha. Còn nếu như mà mấy bạn nào á mà muốn mai này á, mình sẽ xây một cái tòa lâu đài bằng vàng để tặng cho anh Mr. Dịch á, thì các bạn cũng đừng quên là bình luận cho mình biết nha. Và anh em hãy ủng hộ video này đạt được 10.000 like nha. Nếu như mà cái video này đạt được 10.000 like á, thì mình sẽ gọi là xây một cái tòa lâu đài bằng vàng để tặng cho anh Dịch nha bạn. À, ok. Ờ, thì mấy bạn nào mà thương anh Dịch á, muốn anh Dịch có tà lâu đài bằng vàng thì các bạn nhớ like video này nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tranh thủ gọi là mình sơn cho xong gọi là cái ngôi nhà của chúng ta để cho nó trở thành kim cương các bạn ơi. Ok. Trời ơi, nguyên cái tà lâu đài này bà gọi là sơn xong hết chắc cũng mệt lắm luôn á. Ai trời ơi là trời, mệt quá bạn ơi. Ok, cuối cùng cũng xong cái phần bên dưới nè, các bạn nhìn nè, thấy không? Nguyên cái phần tòa lâu đài bên dưới đã trở thành kim cương rồi nè. Bây giờ là cái cầu thang, cái cầu thang này mình cũng biến thành kim cương luôn cho đẹp. Đó, bắn vô đây. Đó, mình sẽ biến cái cầu thang thành kim cương luôn nha. Đó, nhìn nó đẹp hơn không? Ok, rồi vào trong coi cái nào chưa biến thành kim cương mình biến thành kim cương hết. Cái này là còn là đá nè. Ok, mình sẽ biến thành kim cương luôn nha. Rồi, chỗ này cũng là đá nè, biến thành kim cương luôn. Đó. Ngay cái chỗ này là cái giường của chúng ta, nó cũng bằng đá luôn. Mình sẽ biến thành kim cương luôn nha. Mình sẽ bắn nó vào đây. Đó. Là ngay lập tức gọi là mấy cục đá sẽ biến thành kim cương hết luôn. Oh, quá xịn luôn bạn ơi. Ok. Rồi mình sẽ đi mình gọi là bắn cho hết cái ngôi nhà luôn bạn ơi. Không biết trên lầu có biến thành kim cương chưa ta? Ồ, trên lầu vẫn còn là bằng đá đó bạn. Mình nghĩ rằng mình sẽ xây trên lầu luôn. Ở đâu anh? Chỗ nào anh? Ủa đây trên này thì cao quá, em không biết em có bắn lên tới được không nữa nè. Ok, để thử nha. Ôi được, ok được, trời ơi. Tính ra cũng dễ nha, có cây súng này cũng tiện quá nha. Mình bắn đi đến đâu cũng được hết. Wow, quá xịn luôn. Ok rồi, tranh thủ gọi là mình sẽ gọi là biến cái lâu đài thành kim cương cho nhanh nha các bạn. Ôi, trời ơi, mệt quá Dịch ơi, không biết anh có mệt không chứ em mệt lắm luôn á. Ôi là anh trời. Anh bị té qua rồi. Cái gì, tự nhiên đi sơn nhà mà tè ra quần luôn là sao? Sơn lâu quá không xong rồi tè quần. Trời ơi là trời các bạn ơi. Đấy, Dịch này, tránh ra kìa. Tránh ra coi. Cứ bay lum la mà. Tránh ra cho em sơn coi. Anh từ nãy giờ em thấy anh lười với Dịch nha. Anh không chịu sơn, anh nhảy lung tung không à. Không phải là anh không chịu sơn đâu, mà anh có sơn đó nhưng mà biết sao không? Sao? Nãy anh sơn chăm quá, anh đâm đầu qua địa ngục, anh nhảy xuống lava chết, đớt mất súng ơi. Trời ơi, cái cây súng của em. Anh biết cây súng này chế tạo cực lắm không? Trời ơi bạn ơi. Anh súng Dịch rẻ mà 5.000 đô. Anh Dịch phá bạn ơi, cái súng kim cương của mình mà chế cực khổ là cực khổ luôn mà anh Dịch lại gọi là sao ta, làm rơi xuống địa ngục mất tiêu luôn rồi. Trời ơi yeah. Trời, Dịch này kỳ thiệt chứ. Ok, thôi mình sẽ cố gắng mình sơn cho xong đây. Wow, tính ra là cũng đẹp lắm nha. Trời ơi, bạn ơi, khoan, bên đây còn thiếu cục nè, để mình bắn luôn. Bắn vô. Mày nè, ok rồi, nó biến thành kim cương luôn rồi. Ồ, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè.
cái tà lâu đài mới ngày nào nhìn nó đen thui thùi lùi luôn bạn ơi. Bây giờ nó đã trở thành một cái tà lâu đài bằng kim cương đẹp ơi là đẹp luôn. Wow. Ơi, Phong. Sao anh? Nãy em bắn chết anh thì như anh sờ vào mông anh thấy cứng cứng như đứt anh biết đây kim cương rồi. Tào lao, cái súng này chỉ có thể biến đá thành kim cương thôi, làm cách nào mà biến cái đít anh trở thành kim cương được. Rồi, mấy bạn ơi. Mình thấy cứng cứng à. Mấy bạn ơi, mấy bạn nào mà muốn gọi là mai này á mình chế tạo một cây súng á để mình bắn cho anh Dịch biến thành kim cương luôn thì mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha, cho anh Dịch quậy quá. Vài bữa mình chế cây súng mình bắn anh Dịch biến thành kim cương cho anh đứng im chỗ luôn cho rồi đi. Đó. Thì ok bạn ơi, thì trong tập này nè, mình cùng với anh Dịch đã cùng nhau gọi là chế tạo được cây súng và có thể gọi là xây dựng cái tòa lâu đài bằng đá chúng ta biến thành kim cương các bạn ơi, bạn xem nè, đẹp chưa, xịn chưa, quá xịn luôn đúng không đó. Và còn cái lá cờ trên đây chắc mình cũng biến thành kim cương luôn đi đó, mình sẽ biến cái lá cờ trên đây thành kim cương luôn đó, mình bắn lá cờ này thấy không, bắn trúng chỗ nào là chỗ đó biến thành kim cương luôn. Ôi ôi thời luôn á, giá như là em biết cái cây súng này sớm hơn em sẽ gọi là biến cho hết cái vùng đất chết này cho thành kim cương luôn anh ơi, quá xịn luôn các bạn ơi. Đó, trời ơi, lắp kín cái lá cờ này luôn nè, mình sẽ lắp kín cái lá cờ bằng kim cương luôn, lắp lại đây nữa nè, đó, lắp lại hết. Chà, tiện quá ta. Ok rồi, xong đó, nguyên tòa lâu đài bằng kim cương luôn. Ok bạn ơi, thì mấy bạn có thấy thích cái cây súng bắn kim cương này của mình không, và mấy bạn có thấy thích cái tòa lâu đài mới của mình không anh em? Đó, bạn xem là tòa lâu đài cực kỳ lấp lánh, cực kỳ đẹp luôn. Thì bạn nào thấy thích đó thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha bạn. Đó, bạn xem nè, quá đẹp luôn. Mà hồi nãy mình cũng có nói với bạn á là nếu như mà mấy bạn ủng hộ video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ xây tặng cho anh Dịch một cái tòa lâu đài bằng vàng nha anh em. Đó, bạn nào mà thương anh Dịch á thì mấy bạn nhớ like video này nha. Mình sẽ xây cho anh Dịch một cái tòa lâu đài bằng vàng nha. Anh Dịch ổng cứ đứng ổng chu mâm rồi mình tức mình bắn gì cái mâm không? Chết luôn đi. Chết đi. Ồ ok rồi, chết queo luôn. Ok. Rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi anh em ơi, thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và anh em đừng quên là nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình cùng với kênh YouTube của anh Mr. Dịch và các hành vi của Hero Team đó nha. Mình gần đạt được 1 triệu subscribe anh em. Anh em đừng quên là đăng ký hộ cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt mọi người đi Dịch. Tạm biệt đi anh. Bye bye. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.